Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay trở lại kênh của Đông Nguyễn. Thì hôm nay sáng 18, Đông Nguyễn hiện tại ở tại thị trấn Phú Mỹ, cũng là thuộc huyện Phú Tân. Đông Nguyễn sẽ chia sẻ cái video mới của Đông Nguyễn là xem cái đoàn xe qua về diễn hành như thế nào ha. Thì xin mời cả nhà đồng hành cùng Đông Nguyễn nha. Thì bà con hiện tại giờ đang chờ xe qua, đang làm lễ rồi đi diễu hành từ chùa An Hòa Tự đến tổ đình. Xin mời cả nhà đồng hành cùng Đông Nguyễn nha. Bà con đang chờ đợi cả nhà. Bà con cũng đứng theo dọc hai bên lộ chờ xe qua diễu hành nghe cả nhà. Nó giờ xe thì nó đang làm lễ, bà con đang đợi quá khứ đông cả nhà ơi. Ở chỗ này được rồi, dốt để đó không có được đâu. Đó, người ta quá khứ đông rồi, ta chặn rồi, không cho vô luôn rồi kìa. Bà con mình nay đi lễ vui không? Vui. Gì hả, mấy cô ở đâu vậy? Ở Sóc Trăng lên đây hả? Mình đi mấy đoàn hả gì? Đi đoàn mấy chị em hả? Vậy hả? 700 người vậy à? Dạ. Nay mình chờ xe qua diễu hành phải không? Dạ. Rồi. Rồi bà con quá đông luôn cả nhà ơi. Giờ tới đây rồi. Đi mấy cháu nào cũng đứng chờ coi mới được. Dạ. Bà con quá đông rồi. Dạ. Vậy là cô đi mấy bữa rồi? Qua này ha. Dạ. Thắng về chơi với hai bà đầu vô lại cút mà về bà. Bà con mình thì cũng chờ xe nghe, chờ xe diễu hành. Quá đông luôn bà con ơi. Yeah.
chung. Ban sự sự và tín đồ thị trấn Chợ Dàm. Xã Phú Vĩnh không có đèn luôn. Và
cả đồng đạo chúng ta nguyện noi gương sáng trong cuộc đời hành đạo của đức thầy, phục vụ vì đạo pháp, vì dân tộc, giúp chúng ta trong sáng và tu hành để làm sáng danh đạo. Thank you.
Thank you.
đầu quá đông luôn. Kẹt xe luôn. Sáng 18. Hôm qua không có được đâu, không kẹt. Chị lên tới là nó lên tới là nó qua được. Bởi vậy, nó không qua kẹt đâu. Kéo qua Đông Nguyễn thì đến đây xin tạm dừng. Đông Nguyễn xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe nha. Rất mong cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Đông Nguyễn nha. Đông Nguyễn xin chào cả nhà.